Chào tất cả các em nhé. Các em ạ, hôm qua thằng con anh nó đi học về. Nó bảo bố ơi, trường con phát động cuộc thi vẽ tranh ô hồ mà con chẳng biết vẽ như thế nào. Bố ạ, anh vẽ tranh ô hồ mà con không vẽ được, cái này quá đơn giản. Nhưng mà cái quan trọng nhất là con phải làm thế nào để cho nó nổi bật cái bức tranh của con ấy. Thế là anh nảy ra ý tưởng là dạy con vẽ tranh Bác Hồ với Thiếu Nhi chỉ bằng một màu đen duy nhất. Nào, hãy cùng anh khám phá nhé. Đấy, chỉ trong 3 phút thôi là anh đã hoàn thành xong tranh Bác Hồ với Thiếu Nhi. Các em thấy đẹp không? Nếu mà thấy đẹp các em hãy đăng ký kênh cho anh nhé. Cảm ơn các em. Video của anh đến đây là hết rồi. Rất hy vọng các em sẽ đạt kết quả cao trong cái cuộc thi vẽ tranh Bác Hồ với Thiếu Nhi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.